Vàng xin được chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Sao Nối Ngôi mùa thứ 5. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đêm nay chúng ta sẽ cùng bước vào vòng thứ 5, một vòng thi rất đặc biệt và được quý vị mong chờ, chủ đề chắp cánh. Những nghệ sĩ, những thế hệ đi trước sẽ cùng quay lại giúp đỡ và tiếp tục dìu dắt các thế hệ nghệ sĩ đi sau. Đó có thể là gia đình, là những đồng nghiệp, là những cô chú hoặc là anh chị em bạn bè. Và với chủ đề chắp cánh, chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự tranh tài của 5 thí sinh sau khi chúng ta tạm chia tay với Thủy Tiên ở đêm thi trước. Còn bây giờ, Đình Toàn mời quý vị ngay lập tức gặp gỡ những vị khách mời, những vị giám khảo của chúng tôi trong đêm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu vị giám khảo xuyên suốt của chương trình, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Thưa quý vị, bên cạnh giám khảo xuyên suốt của chương trình của chúng tôi, đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, thì đêm nay chương trình xin mời đến đây hai nữ nghệ sĩ nữa, những nghệ sĩ mà chắc chắn quý vị sẽ yêu thích. Xin được trân trọng giới thiệu nữ danh ca Phương Dung và nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Dạ, rất là đặc biệt bởi vì ở vòng 5 này là vòng chắp cánh, thì chương trình được mời đến đây ba nữ giám khảo và cũng là những người đã từng chắp cánh rất nhiều cho các thí sinh trong những cuộc thi. Đầu tiên thì Đình Toàn xin được gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Nghệ sĩ Kim Phương cũng có con, đó là ca sĩ Tống Hạo Nhiên, cũng đã là thí sinh của những mùa trước của chương trình Sao Nối Ngôi. Thế thì ngày hôm nay đến với chương trình này và đặc biệt trong tập chắp cánh này, thì cái cảm giác ngay bây giờ của cô Kim Phương như thế nào ạ? Trước tiên xin cảm ơn và cũng xin rất là trân trọng chương trình Sao Nối Ngôi. Hôm nay tôi được ngồi trong ban giám khảo để xem các con, các cháu, cái cảm giác của một người làm nghề lâu năm. Mấy chục năm trước mình còn ngây ngô hơn các con nó nhiều. Bây giờ các con nó được tiếp thu, được thầy dạy, được sự hỗ trợ hết mức. Tôi rất là mừng. Dạ, và chắc chắn các thí sinh rất trân quý những lời góp ý từ những vị giám khảo. Tạm hỏi là nữ danh ca Phương Dung, chắc chắn chị Phương Dung đã trải qua rất nhiều những cuộc thi rồi, làm giám khảo và chứng kiến sự phát triển của các bạn. Em lấy ví dụ những cái mùa trước đi, khi bạn làm thí sinh rất là non nớt, nhưng khi mình ra ngoài hoặc là tới với chương trình ca nhạc, mình thấy bạn lại xuất hiện và đã trưởng thành hơn, đã chín chắn hơn, thì cái cảm giác của những người giống như là mình dìu dắt, mình góp ý, thì cái cảm giác của chị như thế nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của Đình Toàn. Xin chào Kim Phương và chào Hồng Vân. Và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sao Nối Ngôi. Chỉ có chương trình Sao Nối Ngôi, Phương Dung mới có dịp hoài niệm lại và rất xúc động khi thấy những hậu duệ đã được đứng trên sân khấu lớn và có một cái mơ ước trở thành một ngôi sao. Ngày xưa các chị đi hát, các cô đi hát rất là cực. Thành ra những cái kinh nghiệm đó, những cái ký ức đó luôn luôn để cho cô Phương Dung một cái niềm đam mê sân khấu nhiều hơn. Và mong ước là với cái sự mới mẻ, cái sự văn minh của thế hệ bây giờ sẽ giúp cho các em một bước dài hơn. Xin cảm ơn Sao Nối Ngôi rất nhiều. Xin cảm ơn nữ danh ca Phương Dung, cảm ơn nghệ sĩ Tú Kim Phương và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và Toàn xin mời ba vị giám khảo về vị trí danh dự của mình. Đêm nay, đêm đầu tiên sẽ là phần tranh tài của hai thí sinh. Quý vị có nhớ là lần chúng ta nói lời yêu thương với cha mẹ mình là cách đây bao lâu không ạ? Chúng ta có thấy là có một sự khác biệt hay không khi ngay từ nhỏ tất cả trẻ em hoặc là bản thân chúng ta vậy đều được dạy rằng hãy nói lời yêu thương cha mẹ, và chúng ta nói điều đó dường như mỗi ngày. Nhưng khi lớn lên thì điều đó mỗi ngày một ít dần đi. Tại sao vậy? Có phải vì chúng ta lớn lên vì những khó khăn trong cuộc sống, hay là vì chúng ta ngại ngùng khi nói lời yêu thương với ai đó, đặc biệt là với cha mẹ của mình? Và đó sẽ là những tâm sự mà Ti Phong, một người thí sinh, một chàng ca sĩ, nhạc sĩ muốn gửi gắm đến trong phần trình diễn, phần thi của mình trong đêm nay. Và hãy cùng chúng tôi chào đón phần trình diễn của thí sinh, ca sĩ Ti Phong.
Trời hai ơi, con đã coi đem dưa chua ra cho má nha hai. Con ơi trời ơi, đi vô cho nội. Đi vô học cho nội đi, trời ơi cái này để nội làm cho. Ba cho con phụ đi ba. Phụ cái gì mà phụ? Trời ơi bài hát người ta ba đưa con 2 tháng trời học xong chưa? Con tập xong rồi mà ba cứ bắt con tập hoài. Mày tập lộn đầu lộn đuôi, đuôi lộn trên đầu. Nhạc sĩ thì chắc tiền chắc ốc rồi tao viết bài hát cho bay. Hát cho cái tâm vô, đi vô lo học nghe lên. Ôi bữa nay hết cơm thiệt mày ơi. Dạ dạ. Hơ. Cục cưng của nội ơi. Dạ. Cục cưng của nội. Ra đây ra đây. Sao nội? Đi ra đây nội. Trời ơi băng quá con tập đàn mà. Bà Năm ơi. Cái gì? Năm ơi. Để tiền lên con ăn nói không, mà bà Năm. Hai dĩa cơm về nhà ăn cho hết. Về ăn hết cho tôi rồi đem hai dĩa qua cho tôi. Trời đất ơi à con mà bỏ mứa kiếm quen à. Ngồi đây con. Tập hoài mà chưa cho con ăn gì hết trơn. Đây nè ngồi xuống trời ơi. Phần ngon nhất là để cho cháu nội của bà nội chứ nè. Ăn đi con. Ủa? Ăn có sức tập nha. Gì vậy nội? Cơm trái. Ăn cơm trái, con đang tập hát mà. Ăn cơm trái sao hát nội? Khờ dễ sợ con thấy hả? Nguyên một lớp mỡ hành. Trời ơi nó ngon không? Cái gì mà nó có mỡ vô là nó sẽ trơn tru hết trơn. Không tin bây giờ nha. Đây nội xé một miếng cơm trái nha, đầy mỡ hành, bỏ vô miệng con. Không được nhai, nuốt chọng, nuốt chọng. Hết chưa? Dạ. Thôi hát thử một câu cho nội nghe coi. Còn chờ con chút. Đó nó sẽ chui hết mấy cái đờ. Bây giờ con hát lên nè. Vô 2, 3. Và rồi con sẽ cố sống hết tất cả cuộc đời. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa, nghe lời nội ăn miếng cơm trái hát vô bá trái. Trời ơi, nội là nổi nổi danh cái cơm trái này mà. Bây giờ không có ba bay đây. Sao nội? Hát nhạc hay rồi. Bây giờ biết hát Hồ Quảng không? Hồ Quảng hả nội? Ừ. Con biết. Thiệt không? Dạ. Ôi, bây giờ mình hát được, mình dạ. Hồ Quảng được ha. Là nội nói bây giờ con đi thi. Cái người ta kêu mình hát cái này được, mình hát cái kia được, mình không có thua kém người ta. Ủa thi gì vậy nội? Thi má, á. Má nước sôi sôi. Nồi nước sôi của má đang sôi. Ủa nó có nấu nước gì đâu sôi? Thì bây giờ nó bắt đầu sôi. Là cái nồi nước nó không có nấu, tự nhiên nó sôi. Nồi vô nghe con nghe. Giờ ngồi xuống đi, không tiếp đi, ngồi xuống. Ủa ba mà. Nồi đó, gì? Nồi nói mới nói với con là thi gì vậy ba? Mém rài coi tivi. Cái bà thấy ở trên tivi người ta có cái chương trình cuộc tìm kiếm tài năng trẻ, ngôi sao triển vọng vậy đó. Cho nên là bà đăng ký với con. Mấy thứ là giấy tờ đi nọ bà làm xong hết rồi. Mọi chuyện còn lại tao với bà nội mày tính nha. Ủa đi, mà đi. Thi gì vậy ba? Ý là ba phải nói trước cho con biết chứ. Thì đó, trời ơi, cái bài hát ba đưa cho mày 2 tháng trời mày tập rồi đó. Bây giờ mọi thứ nó chuẩn bị xong xuôi chơi rồi. Bây giờ con chỉ tập bài hát của Linh con thi thôi. Con hát chơi chơi chứ con không có đi thi gì đâu ba ơi. Trời ơi, tại vì mày không biết mày có năng khiếu. Còn gia đình này á, hồi nhỏ giờ ba và nội không có đi học. Không đi học cho nên là thích gì làm đó. Nhưng mà mình cũng có một cái gọi là làm nghệ thuật đó con. Thì bây giờ là con phải làm những cái điều mà ba không làm được. Thì bây giờ con làm. Ba nói nghệ thuật hả? Ừ. Ý là ba là nghệ sĩ hả? Ừ. Ba nhìn lại ba đi. Ý là nghệ sĩ gì, sáng bán cơm, buổi tối ba đi làm trong mấy quán hát với nhau. Ba tưởng con không biết hả? Ừ thì chuyện bình thường mà con. Thì cái đó mình miếng cơm bên áo gia đình. Mình phải phụ giúp cho bà nội mình mới nuôi được mày chứ. Giờ mình nghèo quá. Ba nhắc lại, con bây giờ còn trẻ nè. Con được đi học đàng hoàng nè. Con có năng khiếu nè. Cho nên ba muốn con đi thi. Mình sống bằng hết cái tâm huyết của mình, bằng cái nghề nghiệp của mình. Thì ba cũng làm nghề. Nhưng mà ba chưa được như con, cho nên ba muốn con hơn ba. Ba nhìn lại đi. Ý là nhà mình nghèo như vậy á. Sáng sáng ra là tiền. Tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền gạo. Tất cả cái gì cũng là tiền hết. Làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi ba có thấy khá hơn không? Ba có thấy đủ sống không? Tóm lại là con không đi thi gì hết á. Con xin đi làm một cái nghề khác. Và chắc chắn là con sẽ thoát nghèo. Mày làm gì mày thoát nghèo? Mày nói tao nghe coi. Làm bất cứ cái gì cũng được, miễn sao con có tiền nhanh nhất. Mày điên cướp ta hả? Thời buổi giờ chỉ cần ngồi ở nhà bấm enter một cái là có thể lừa tiền cả thiên hạ ba. Bao tiền con làm cho coi. Nè. Ai dạy mày cái suy nghĩ vậy à? Chính cái nhà này nè ba. Cái nhà này làm gì vậy mà giữ suy nghĩ như vậy? Ba không thấy nhà mình quá nghèo hả? Bao nhiêu năm nay làm nghề ba có đủ sống không? Nhưng mà tao vẫn đi làm nghề. Tóm lại là con không đi thi gì hết trơn á. Ba thích thì tự ba đi thi đi. Không.
bước tới lượt của nàng lên. Mày biết tao với bà nội phải nhịn ăn bao nhiêu lâu mới mua được cái đàn này không? Hả? Con trả lại cho ba nè. Con không cần nó nữa. Con không muốn làm cái điều mà ba không làm được. Nói mày. Trong cuộc đời này điều khó khăn chẳng thể cho con những thứ như bao người, một cuộc sống ấm áp và đầy vui tươi. Dù cho thế giới có đổi thay, chỉ cần đôi tay cha vẫn còn, cha vẫn sẽ gom hết yêu thương để dành cho con. Sẽ mờ, chẳng nhìn thấy được con đang giấu điều chi. Khi cha già đi, nhưng khi cha đánh đòn, con không phải sợ vì chẳng đau như lúc xưa. Khi cha già đi, bàn tay cha yếu dần, cha không thể nào ôm con như ngày thơ. Khi cha già đi, bờ vai cũng yếu dần, cha sẽ chẳng thể nào cõng trên lưng cả ngày. Vậy thì cha sẽ cố nuôi con khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng trong hết mấy năm rồi. Cha chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi cha xa đi. Cha sẽ cố
chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi cha già đi. Trong hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người. Một người đã luôn bên cạnh và dẫn dắt, đã chắp cánh cho tôi. Mặc dù bây giờ người đó không còn ở bên tôi nữa, nhưng chính điều này làm tôi luôn thôi thúc. Và thậm chí trong những lúc va vấp, những lúc thăng trầm của cuộc đời, cũng chính người này khiến tôi phải vực dậy và bước tiếp. Ba, cũng cảm ơn ba. Con làm được rồi. Vậy thì cha sẽ cố sống hết tất cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, trên đôi chân khi cha xa đi. Thật bất ngờ khi mà người đồng hành cùng với Ti Phong ngày hôm nay đó là anh Hữu Tiến. Anh biết Ti Phong từ nhỏ đúng không ạ? Thì đây là cái câu chuyện có thật. Bà nội của Phong là bà bán cơm. Nhà của em là với lại Phong là cuối con đường phường 1 quận 8 ngay cái bến muối á. Thì cũng vô tình Phong nó tìm em. Thì đó là nhờ giúp cái này. Thì em thấy là em sát bên nhà nó, cho nên là chuyện nhà nó hiểu hết. Cho nên mới gợi ý ra làm cái điều như vậy. Thứ nhất là để tưởng nhớ tới anh Lượng ba của Phong. Thứ hai là cũng hỗ trợ cho cháu nó làm một bài thi cho tốt. Yeah. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chị thấy không? Yeah. Em kêu ba nó bằng anh, nó kêu bằng anh. Dạ. Yeah. Thôi, cố lên. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Tiến rất là nhiều. Chào anh chị. Dạ. Chào Ti Phong. Nghe con hát rồi thấy con trên sân khấu thì đúng là một người hát nhạc trẻ. Con hát rất rõ cái dáng dấp, cái khẩu hình rất tốt. Cô hy vọng nếu cái câu chuyện nãy giờ mà ngoài đời, ba con cũng muốn con là một người đem đến cho ba con một cái niềm danh dự nào đó. Cố gắng, mặc dù bây giờ không còn ba con nữa, có khi đâu đó ba mình đang theo dõi bước đi của mình. Hy vọng con sẽ thành công. Dạ, con xin cảm ơn cô. Ba con sẽ dõi theo con để hoàn thành tâm nguyện mà lúc sống ba con đã ước mơ là như thế. Cô Tính sẽ thành công. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là không thể đòi hỏi con như một diễn viên chuyên nghiệp được. Mà con diễn như thế, cái mộc mạc như thế, con cảm nhận được như thế nào thì con diễn như thế đó. Có cái chân chất của một cái người mới tập tành làm diễn viên. Mong rằng con là ca sĩ cũng phải biết diễn. Bởi vì khi con biết diễn, con mới thể hiện được cái lời nhạc. Thì bản thân con còn rất trẻ, mà cô nghĩ rằng con phải trao luyện thêm. Chúc mừng con. Dạ, con xin cảm ơn cô. So với tất cả những số trước á, là hôm nay là Phong diễn rất là tự nhiên luôn. Chắc là bạn đưa nguyên cái bản thân mình và cái câu chuyện của mình để mà chia sẻ cùng với lại khán giả. Lại rất là tự nhiên và rất là cảm xúc. Thì cái cảm xúc nó đã chạm tới cái người xem. Và khi mà vô cái ca khúc thì nó rất phù hợp với cái câu chuyện mà con đã dẫn dắt, thì nó gần như là nó đã đầy đủ những cái mà cô mong mỏi ở con. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô hả. Và thưa quý vị, đêm nay chúng tôi giữ lại số điểm từ danh ca Phương Dung và xin mời phần cho điểm từ hai vị giám khảo còn lại. Dạ, xin mời nghệ sĩ Kim Phương. 9,75 điểm, xin được mời nghệ sĩ Hồng Vân. 10 điểm, nghệ sĩ Hồng Vân dành cho Ti Phong. Cảm ơn hai vị giám khảo của chúng ta và một lần nữa chúc mừng Ti Phong.
Vậy là chúng ta đã đến với phần dự thi của thí sinh đầu tiên trong đêm nay. Đúng ra thì Đình Toàn sẽ giới thiệu đến với quý vị một tiết mục dự thi tiếp theo. Nhưng hôm nay chúng ta khác một chút đi, bởi vì hôm nay là vòng chắp cánh mà. Cho nên chúng tôi, những người luôn luôn gắn bó và sát cánh với thí sinh, đã quyết định có một món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn như một sự động viên cổ vũ tinh thần. Thưa quý vị, chúng ta hãy đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lời Mẹ Ru. Lời mẹ ru con đến những khu vườn, dù con chưa nắng ý ngon, dù mong con thơ lời mẹ ru con nghe ra nỗi niềm, dù con nghiêng nghiêng nằm con ngủ rất tròn cho mẹ ngồi trông. Thưa mẹ ru, mẹ ru con ngủ trên mây, con ngủ trên mây. Tiếng khóc ban đầu con đau. Lời mẹ ru đêm vắng, ngón tay hồng, ru con khôn lớn ý à. Con rồng rồng tiên con ngủ cho yên, muôn đời dù con nên mắt ưu phiền, đôi khi cũng ưu phiền. Con ngủ giấc hiền, mưa nhỏ ngoài đêm. Xa đường trần con ngủ rất hồng cho mẹ tròn lưng. Thưa mẹ ru con ngủ trên mây, con ngủ trên mây. Tiếng khóc ban đầu còn đau, rồi một mai con đã lớn khôn rồi, con thôi thơ ấu ý à. Mẹ rơi thật máu, đến lâu cũng mỏi mòn. Bây giờ mẹ nằm lá đổ ngoài sân. Lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, để ru mẹ ngủ. Lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, để ru
một cô gái dễ thương, xinh đẹp, ca hay múa giỏi, mang trong mình dòng máu hát bội và cả hồ quảng. Nói đến đây thì chắc chắn quý vị biết đó chính là Hà Mỹ Anh. Đêm nay Hà Mỹ Anh quyết định thử thách mình một vai già dặn trong trích đoạn Thất Nam Dương Thành. Câu chuyện kể về Ngũ Vân Thiệu cùng với vợ của mình là Giả Thị bị bao vây trong thành và họ quyết định mở một đường máu để thoát ra ngoài. Thất Nam Dương Thành là một trong những tích tuồng nổi tiếng của nghệ thuật hát bội và hôm nay sẽ được trích đoạn lại trên sân khấu của Sao Nói Ngôi với phần trình diễn của thí sinh nghệ sĩ Hà Mỹ Anh. Giữ ta chấp lo an xã tắc quay giữ dựng biên cương dân dịch trung dỗ chức Nam Dương ngã tánh tử ngũ gia dân thiệu. Phụ quân. Ô kìa, phụ nhân. Phụ quân ơi, phụ nhân sao ăn không ăn tịnh dưỡng, ngày khai hoa nở nhị đến gần. Này phu nhân, hãy giữ gìn quý thể. Phu quân ơi, thiệt lo lắm phu quân à. Suốt thanh thâu trằn trọc, đứng ngồi lại không an. Kể từ khi trạc trấn nhậm ải quan, bề gia nổi chứ bạc vô âm tính. Dạ bao. Dạ bốn cửa thành binh tướng phụ gì. Hả? Đại thiên tướng thành đô khiêu chiến. Hãy khuyên kiếp kha quy hàng, kiếp bao bao đạp mình chịu trôi à, giáp chiến ơi. Hey. Hey. Yeah, man.
trong nỗi đau. Sáng tan bằng máu tiền
dân. Chấp tạo quá kiến xuôi khi đều ly biệt. Trời trời không thương nên tàn hại ngũ gia. Ôi ơi con thơ dặn mẹ kể từ đây. Ôi thế từ đây đành cách biệt rồi. Phu nhân ơi, nàng đừng nói vậy một chân. Phu quân, phu quân ơi, hãy ráng gượng, ráng gượng vậy phu nhân. Phu quân ơi, phu quân, chàng đặt tên cho con đi phu quân. Ta sẽ đặt tên cho con là Ngũ Tăng, có được không phu nhân? Ngũ Tăng. Dòng mau ngủ già người nói giỏi tâm lương. Phu nhân, phu nhân, phu nhân ta chính biết rồi. Đặc biệt đến đây, chúng tôi cảm ơn phần hỗ trợ của thân phụ của Hà Mỹ Anh, đó là nghệ sĩ Linh Quang. Và trước tiên cho xin gửi lời đến đài cũng như ban giám khảo và chương trình đã tạo điều kiện cho Mỹ Anh nó có sân khấu để diễn, để tiếp bước nghề nghiệp của cha ông nó. Mình đã có những lớp kế thừa thì hy vọng rằng, khẳng định rằng một tương lai gần đây hát bội và ngành nghệ thuật sân khấu sẽ phát huy quang đại. Con cảm ơn ba rất là nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ con. Ba mẹ là số 1 của cuộc đời con. Ba cũng rất cảm ơn con. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Linh Quang. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Thật sự rất là trân quý. Một bé con rất là nhỏ mà lại bước chân vào cái nghiệp mà nó gặp rất nhiều khó khăn. Cô xin cảm ơn con. Cô mong rằng con sẽ thành công. Nhìn con diễn, cô cảm nhận được một cái sự trui rèn rất là dữ, rất là trân quý. Chúc mừng con và mong rằng trong tương lai con sẽ tỏa sáng. 60 năm rồi cô mới xem lại được một cái trích đoạn của hát bội. Con là một người quá trẻ mà đóng một cái vai nặng như vậy không phải dễ. Có một cái điểm son khen thưởng con là con đi ngược dòng với người ta, là con lại quay về cái mơ ước của cha mình. Con đóng một cái vai này như thế này thì con có tài năng rất lớn. Chúc mừng con. Cảm ơn con. Dạ. Thực sự hôm nay là phải cảm ơn chương trình Sao Nối Ngôi, bởi vì cái sân chơi này á, giới thiệu và bảo tồn rất nhiều những nghệ thuật dân tộc. Con là một trong những ngôi sao nhỏ nhất mà con lại giữ gìn một cái bộ môn mà phải nói là rất khó, quá là trân quý con. Hồi nãy cái đoạn mà con chuyển dạ rồi con sanh á, thì cô nói chỗ cái con nhỏ này nó mới 19 tuổi à, nó tạo được cái cảm xúc như vậy, con làm cho người ta bị xúc động á, bị gai người á, thì cô rất là chúc mừng con. Chào đón con. Và bây giờ là số điểm của giám khảo dành cho phần dự thi của Hà Mỹ Anh. Chúc mừng con. 10 điểm từ nghệ sĩ Kim Phương, xin mời nghệ sĩ Hồng Vân. 10 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân dành cho Hà Mỹ Anh. Và xin được chúc mừng Hà Mỹ Anh.
chúng ta vừa đến với hai phần dự thi của hai thí sinh trong đêm nay. Còn bây giờ thì Đình Toàn mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca thật tuyệt vời của một nữ danh ca mà chúng ta hằng yêu mến, một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Bông Bưởi Hoa Câu, với phần trình diễn của nữ danh ca Phương Dung. Dài mẹ cài bông hoa ly, mẹ luôn từng bông bưởi trắng con gối đầu. Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi hoa cao, mẹ dạy từng câu hò ly ca lừng cơm mẹ gói mo cao, mẹ lên ruộng sâu gặt hái nuôi con. Con chợt nhớ vườn cao trước cửa, rồi con chợt vườn bưởi sau hè. Mẹ không còn luôn bông bưởi trắng, cơn nhẹ gió bông bưởi rung đầy sân. Con sẽ nhớ vườn cao ấy mãi, và con sẽ nhớ vườn bưởi rụng lá, con lại nhớ bông bưởi rụng đầy sân. Bông bưởi thơm vườn bưởi, đâu nữa để gối đầu. Nhớ câu hò điều ly, đừng bái mà mòn mỏi sức chim, rồi bơ vơ cánh lá, sợ không tìm về cây xưa, sợ không tìm không sợ không tìm không tìm về cây xưa cây xưa. Thưa quý vị, chúng ta chúc mừng hai thí sinh, hai nghệ sĩ đã hoàn tất phần thi, phần trình diễn của mình trong đêm nay. Đó là Hà Mỹ Anh cùng với Ti Phong. Và quý vị khán giả, đừng quên chúng tôi vẫn còn ba gương mặt thí sinh của Sao Nối Ngôi nữa sẽ tiếp tục đến với quý vị trong chủ đề Chắp Cánh ở đêm thi tiếp theo vào tuần sau. Chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Sau đó ngồi, cuộc thi Chắp Cánh sẽ tiếp tục với những phần tranh tài đầy hấp dẫn đến từ Hoài Thanh, Bùi Công Danh, Hoàng Hải,
cùng với sự hiện diện của những nghệ sĩ tài danh nổi tiếng đã vì tình yêu thương với lớp nghệ sĩ tiếp nối mà cùng nhau làm nên những màn trình diễn tràn đầy cảm xúc. Ngày xưa cha con mình bị truy sát, vết sẹo này nó đã đeo đuổi con tới tận bây giờ. Bà nhìn đi. Chắp cánh phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 2 tháng 6 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 2.